Của mình trên từ kênh lớp ô cấp media. Hiện tại tôi đang ngồi ở sân nhà, phía sau lưng của tôi là một cái hình ảnh con lưng cho những ngày, một cái tiểu cảnh các bạn cho những ngày Tết để nó có một không khí Tết. Và cũng cái clip này mình muốn giới thiệu các bạn về cảnh múa lưng ở một làng quê, quê ngoại của tôi, để các bạn hình dung ra cái múa lưng ở thôn quê nó mộc mạc, nó đơn sơ như thế nào. Thường thường các bạn ở thành phố thì các bạn coi những đoàn múa lưng rất lớn, rất là hoành tráng các bạn, ví dụ như Nhân Nghĩa Đường. Nhưng hôm nay mình muốn gửi các clip múa lưng thôn quê để các bạn so sánh được múa lưng ở Sài Gòn, múa lưng ở thành phố và múa lưng ở thôn quê nó như thế nào. Rồi mời các bạn đi theo mình để coi múa lưng thôn quê nha các bạn. Cảm ơn các bạn, mời các bạn. We'll be right back.